A few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later.
phòng cho quay à. A few moments later. Chuẩn rồi, đúng con roi roi tơ rồi, xanh đèn rồi. A few moments later. Nhìn thấy hết cái là ca. Lau mà nghiệm phù đấy, rồi lau sạch sẽ nhá các ông, bẩn các ông tự đi mà lau. Anh cứ cài hết. Nhưng mà bây giờ anh mang đóng không đóng đi. Hả? Đóng sao? Đóng tủ. Vậy em không biết cái át nào đóng, sợ anh nào sợ anh em nó đang đấu trực tiếp ấy. Nên là cũng chưa. Cái socket này. Có cũng có một cái socket đang dập xuống. Có tờ. Đây cái dây đen đây em cho vào đây rồi. Hai cái socket để gọi cho điện nó. À bây giờ. Không nhìn thấy cơ, nó che hết rồi, nó phải nhìn thấy, nó phải chân áp rồi mình đã biết. Như đây nó làm lắp nó che rồi. Để hỏi của mình lên socket rồi. Vâng, em nghĩ là cái socket đang giật. Socket hot kia hot có tờ là nước nóng ở trên, mình nước nóng ở trên rồi. Đúng rồi, đúng không? Cái này nhanh không em? Nhanh. Nhanh nhanh không? Anh quên hôm nay không cầm đi. Cần gì? Cầm giấy tờ. À quên cầm sao? Không, còn ướt này được rồi. Anh nâu nó hơi nhỏ tí, cái đấy là của máy chiếu. Chứ cái này người ta không yêu cầu trực trên màn hình đúng không? Người ta chỉ xem điện thoại thôi đúng không? Hoặc là xem trên máy tính thôi, chứ không cần trực TV đúng không? Tại vì sao được đây được cái kia cơ. Thank you.
Rồi để xuống chút.